Do ảnh hưởng của cơn mưa lớn kéo dài từ dạng sáng ngày 25 tháng 8, trên địa bàn thành phố Uông Bí đã xuất hiện một số điểm ngập lụt cục bộ. Trên địa bàn hai phường Quang Trung và Thanh Sơn xuất hiện tình trạng ngập lụt cục bộ tại khu 10 phường Quang Trung, khu vực phía trước công ty trách nhiệm hữu hạn Sao Vàng chi nhánh Uông Bí tại khu 11, khu vực hồ công viên tại khu 2 phường Thanh Sơn trực tiếp kiểm tra thực tế, đồng chí Nguyễn Anh Tú, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố chỉ đạo các xã phường, đơn vị huy động 100% quân số, cử lực lượng trực tại các điểm sung yếu như các ngầm tràn, cống thoát nước có biển cảnh báo cho người dân tại các khu vực nguy hiểm. Tại khu vực hồ công viên, đồng chí yêu cầu các lực lượng trực 24 trên 24 giờ theo dõi mực nước tại khu vực, thường xuyên báo cáo cập nhật số liệu, chủ động các biện pháp ứng phó khi nước dâng cao. Theo chỉ đạo của đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố, phường Quang Trung và Thanh Sơn đã huy động 100% quân số, trực tại các điểm úng ngập để cảnh báo cho người dân, đồng thời huy động nhân lực phương tiện máy móc, khơi thông dòng chảy, khẩn trương thoát nước tại các khu vực ngập cục bộ. Với tinh thần chủ động tích cực của các lực lượng, đến 12 giờ ngày 25 tháng 8, cơ bản các điểm ngập úng cục bộ trên địa bàn thành phố đã được giải quyết, đặc biệt là các điểm ngập nằm trên các tuyến giao thông chính.